Kính thưa Phó Giáo sư Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các sở y tế, các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, kính thưa các anh chị em đồng nghiệp của 700 đầu cầu có mặt tập huấn ngày hôm nay. Vâng ạ, theo phân công của ban tổ chức thì hôm nay tôi thay mặt cho chương trình tiêm chủng mở rộng trình bày với các đồng chí về hướng dẫn tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bài trình bày của tôi sẽ không có nhiều điều quá mới mẻ, bởi vì đây là chúng ta kế thừa từ những công tác triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, các vaccine trong suốt năm 2021 và cho đến đầu năm 2022. Và nội dung tôi trình bày sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là chia sẻ với các anh chị em về thông tin vaccine COVID-19 sử dụng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Và thứ hai là chia sẻ tổng hợp với các anh chị em về cách thức lập kế hoạch triển khai với nhóm đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong đợt tới đây. Thứ nhất là về vaccine chúng ta sẽ sử dụng để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong thời gian tháng 4, tháng 5, tháng 6, mà trọng tâm là quý 2 năm nay đấy ạ. Thì chúng ta sẽ sử dụng hai loại vaccine là vaccine do công ty Pfizer-BioNTech sản xuất và vaccine Moderna. Là hai vaccine mà các anh chị em cũng đã triển khai rất nhiều trong năm 2021, và kể cả những mũi tiêm chủng bổ sung, mũi tiêm chủng nhắc lại trong năm 2022. Cho nên là về cái thông tin về vaccine thì chúng tôi cũng xin chia sẻ để các chị em vừa nắm bắt, nhưng chúng ta cũng không chủ quan, bởi vì đối với vaccine tiêm cho trẻ em cũng có những sự khác biệt nhất định đối với những vaccine mà chúng ta đã triển khai. Tên của vaccine thì không có gì thay đổi. Đối với vaccine Pfizer, tên vaccine là Comirnaty, và để sử dụng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trên thế giới thì các chị cũng được biết là cũng đã có khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, rồi cũng có khuyến cáo của FDA, của các công ty, của các đơn vị quản lý vaccine châu Âu, thực phẩm châu Âu cũng như là CDC. Thế và đối với chúng ta thì cơ sở pháp lý đối với chương trình tiêm chủng mở rộng để triển khai vaccine này là ngày 1 tháng 3 năm 2022, thì Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở quyết định 457. Đã chuyển tới tất cả các anh chị em, chúng ta đã nắm được cái nội dung này. Và vaccine sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi thì các chị lưu ý là hàm lượng chỉ có là 10 microgram cho một liều tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Hàm lượng này chỉ bằng 1/3 hàm lượng so với người lớn. Để nếu trong thời gian tới đây, nếu các chị đồng thời phải triển khai tiêm mũi tiêm chủng nhắc lại cho người lớn cũng dùng vaccine Pfizer, thì các chị hết sức lưu ý là không dùng lẫn vaccine của người lớn sang cho trẻ em. Và cái lọ vaccine này, để tránh cái hình ảnh mà để chúng ta có thể phân biệt với lọ vaccine Pfizer của người lớn, thì cái hộp lọ, nắp lọ vaccine của các chị nhìn trên màn hình nó là màu vàng. Thế và để chúng ta luôn luôn lưu tâm là trong quá trình cấp phát sử dụng vaccine thì hãy cấp phát cho đúng và rà soát trước khi tổ chức buổi tiêm chủng. Về liều lượng sử dụng thì cách thức sử dụng thế này, vaccine là dạng hỗn dịch đậm đặc pha tiêm và đóng lọ là 1,3 ml, tương đương với 10 liều vaccine, sau khi pha loãng với 1,3 ml dung dịch nước muối sinh lý 0,9%, tức là 9/1000 đấy ạ. Vâng. Và mỗi liều chúng ta tiêm cho các bé là 0,2 ml, chỉ chứa 10 microgram vaccine mRNA COVID-19. Và quy cách đóng gói thì cũng giống như là quy cách đóng gói của vaccine này dành cho người lớn chúng ta đã tiêm và trẻ lớn chúng ta đã tiêm. Một khay vaccine cũng sẽ chứa 195 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, một hộp thì chứa 10 lọ vaccine. Và cái bảo quản vaccine này thì được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu từ âm 90 cho đến âm 60 độ C. Và với cái nhiệt độ bảo quản âm sâu này thì hạn sử dụng vaccine được đưa ra là 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Và vaccine được bảo quản trong thời gian từ 2 đến 8 độ C thì chúng ta có thể sử dụng trong 10 tuần. Đây là một nội dung mới so với các hướng dẫn trước đây ở vaccine Pfizer tiêm cho người lớn. Chúng ta chỉ sử dụng trong vòng 4 tuần sau khi chúng ta giã đông và vận chuyển từ các kho của các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur đến các trung tâm CDC, các tỉnh, thành phố, chúng ta 4 tuần. Nhưng đối với vaccine cho trẻ em, chúng ta có thời gian tối đa là 10 tuần. Như vậy cũng sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta trong quá trình triển khai trong thời gian tới đây. Và lưu ý các chị là vaccine đã giã đông thì không được bảo quản trở lại nhiệt độ âm.
Cái này thì không có gì mới so với cái hướng dẫn trước đây đối với vaccine người lớn. Và vaccine này được chỉ định cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi và chỉ có chống chỉ định đối với những trường hợp các cháu quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vaccine. Và đường tiêm chúng ta là tiêm bắp và liều tiêm là 0,2 ml. Tới đây các anh các chị sẽ sử dụng bơm kim tiêm 1 ml để tiêm vaccine này và lưu ý chỉ rút 0,2 ml để đủ một liều lượng tiêm chủng. Và chúng tôi khuyến cáo vì chúng ta dùng cái bơm kim tiêm 1 ml cho nên cái việc sử dụng hút một cái lọ vaccine nhiều liều và để ưu tiên việc đủ lượng 0,2 ml cho mỗi liều tiêm vaccine, cho nên chúng ta không ưu việc để đề xuất ra cái việc tiết kiệm vaccine lọ 10 liều chúng ta lại cố tiêm thêm một vài liều mà trong đó từng liều đơn chúng ta lại không đảm bảo. Cho nên chúng tôi khuyến cáo một lọ vaccine tới đây các anh các chị hoàn thành tiêm đúng 10 liều cho các cháu và hoàn chỉnh đầy đủ 0,2 ml cho một liều vaccine. Và lịch tiêm 2 mũi theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì mũi 1 cách mũi 2 3 tuần. Tuy nhiên theo các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, của CDC và một số quốc gia đã áp dụng thì lịch tiêm này có thể từ 3 cho đến 8 tuần mũi 2 cách mũi thứ nhất. Về phản ứng sau tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì cũng tương tự như là chúng ta tiêm chủng cho người lớn trẻ lớn, các anh các chị sẽ ghi nhận những phản ứng phổ biến hay gặp, đó là đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, các cháu đau tại vị trí tiêm và các cháu có biểu hiện mệt mỏi, có ớn lạnh, sốt. Và cái phản ứng này xảy ra ở cái liều tiêm thứ hai cao hơn liều tiêm thứ nhất, nó sấp xỉ cái tỷ lệ là khoảng từ 50 cho đến 80%. Đối với những cái trường hợp như đau cơ và ớn lạnh thì khoảng trên 10%. Những cái phản ứng này thì các anh các chị cũng đã từng ghi nhận ở những nhóm tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Và thường gặp hơn nữa là các cháu có những biểu hiện buồn nôn, tấy đỏ tại vị trí tiêm thì tỷ lệ khoảng độ 10%. Và ít gặp những cái phản ứng như là nổi hạch, phản ứng quá mẫn, rồi là cảm giác giảm cảm giác thèm ăn, tức là các cháu chán ăn đấy ạ, mất ngủ rồi ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, hay đau chi suy nhược, khó chịu, ngứa tại vị trí tiêm thì cũng xuất cái tỷ lệ cũng chỉ là 1%. Và tỷ lệ rất hiếm gặp từ 1/10.000 cho đến 1/1 triệu liều vaccine sử dụng là viêm cơ tim, viêm bào ngoài tim. Tuy nhiên đây là một cái vaccine cũng mới triển khai, các quốc gia chúng ta triển khai sớm hơn Việt Nam thì cũng đa số là trong những tháng đầu năm 2022. Vì vậy cái số liệu ghi nhận về phản ứng sau tiêm cũng còn đã và đang được ghi chép, và chúng tôi chưa ghi nhận có một cái báo cáo nào về viêm cơ tim, viêm bào ngoài tim báo cáo trong hệ thống về tiêm chủng cho các cháu. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh đây là một vaccine mà các quốc gia dù triển khai sớm hơn chúng ta cũng chỉ là một vài tháng, hầu hết là vào đầu năm 2022 thì các quốc gia mới bắt đầu cho phép triển khai vaccine này cho trẻ em, cho nên số lượng tiêm chủng cần tiếp tục được ghi nhận. Về bảo quản vận chuyển vaccine thì các anh các chị cũng biết rồi, chúng ta cũng sẽ tuân thủ theo như hướng dẫn đối với tiêm chủng vaccine Pfizer cho trẻ lớn người lớn. Ở tuyến quốc gia khu vực thì chúng tôi sẽ duy trì nhiệt độ bảo quản âm sâu từ âm 60 đến âm 90 độ C để chúng ta làm sao mà giữ được vaccine ở điều kiện tốt nhất trong thời gian dài nhất có thể. Tiếp theo thì đến tuyến tỉnh, tuyến huyện và điểm tiêm chủng thì lưu ý tất cả các anh chị em chúng ta sẽ bảo quản vaccine ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C và không quá 10 tuần. Và cái thời gian này rất hết sức phù hợp với việc triển khai tới đây của chúng ta với 2 mũi vaccine mà lại được tổng thời gian là 10 tuần thì tôi tin là rất thuận lợi cho các anh các chị. Về pha loãng vaccine, trước khi sử dụng thì chúng ta dùng nước muối sinh lý 9/1000, không cần bảo quản lạnh trong quá trình bảo quản và vận chuyển cái nước muối sinh lý này. Và tại buổi tiêm chủng thì chúng ta bảo quản nước muối sinh lý cùng với vaccine trong phích vaccine. Chúng ta kiểm tra nhãn lọ vaccine trước khi pha và lưu ý là lọ vaccine có nắp màu cam để chúng ta tránh với cái nắp màu tím tiêm cho người lớn ấy. Và kiểm tra vaccine đã được giã đông hoàn toàn. Và trước khi pha thì chúng ta lưu ý khi pha loãng không lắc lọ vaccine mà chúng ta chỉ thao tác nhẹ nhàng bằng cách lật vaccine 10 lần. Sau khi pha loãng lại tiếp tục lật lọ vaccine 10 lần, tức là cái thao tác là rất nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến cái chất lượng của vaccine cũng như đảm bảo là cái công tác tiêm chủng của chúng ta được an toàn ngay từ những thao tác đầu tiên trước khi tiêm cho bé. Và các anh các chị sẽ sử dụng bơm kim tiêm 2 ml hoặc 3 ml để chúng ta chỉ rút 1,3 ml dung dịch nước muối sinh lý và bơm thật chậm vào lọ vaccine. Sau đó để cân bằng áp suất trong lọ vaccine, trước khi rút kim ra khỏi lọ thì chúng ta hút ngược lại 1,3 ml mà chúng ta vừa
bơm nước muối sinh lý vào, hút từ lọ vaccine vào bơm kim tiêm để loại bỏ không khí ra khỏi lọ vaccine. Và lưu ý là vaccine đã pha loãng để sử dụng thì chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ đồng hồ. Thông thường anh chị em chúng ta cố gắng sử dụng trong cái buổi tiêm chủng đó và kết thúc buổi, là chúng ta không ít khi chuyển cái vaccine này sang buổi sau để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Về vaccine thì các anh các chị cũng biết rồi, lịch tiêm thì như tôi vừa chia sẻ, theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì người ta ghi là 3 tuần mũi 2 cách mũi thứ nhất. Và cũng có một số các khuyến cáo của các quốc gia cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới và CDC đưa ra, thì chúng ta có thể là mũi thứ hai cách mũi thứ nhất từ 3 đến 8 tuần. Tuy nhiên để cho thuận lợi triển khai, và sau đây tôi trình bày tiêm vaccine Moderna, thì xin thống nhất trong hệ thống tiêm chủng của chúng ta là các anh các chị sẽ triển khai mũi 2 cách mũi thứ nhất 4 tuần, tức là khoảng 1 tháng để chúng ta lập lại cái tuần tự tổ chức triển khai một cách thuận lợi nhất. Và lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng một loại vaccine COVID-19 Comirnaty của Pfizer để tiêm đủ 2 mũi cùng cho một đối tượng trẻ. Vì ngay đầu tiên tôi nói tới đây chúng ta sẽ triển khai 2 loại vaccine, nhưng chúng ta không tiêm trộn vaccine mRNA này với mRNA khác để tiêm trẻ. Lưu ý là đối với trẻ em từ 5 cho đến 12 tuổi, chúng ta dùng một loại vaccine để tiêm cho các cháu, cho 2 mũi vaccine. Vâng, sang phần thứ hai tôi xin chia sẻ với các anh chị em đồng nghiệp, đó là vaccine của Moderna để sử dụng cho trẻ em. Khác với vaccine Pfizer, chúng ta tiêm chủng cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi, thì vaccine Moderna chúng ta theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế sẽ sớm cấp giấy phép cho chúng ta sử dụng vaccine này, là chúng ta sẽ sử dụng tiêm cho trẻ từ 6 cho đến dưới 12 tuổi. Các anh các chị không quá lo ngại vì tới đây chương trình tiêm chủng mở rộng khi cấp phát vaccine, trong đó sẽ một lần nữa nhắc nhở các anh các chị là vaccine này dùng tiêm cho lứa tuổi nào để chúng ta tránh nhầm lẫn. Nhưng mà trong buổi tập huấn ngày hôm nay tôi cũng rất mong quý đồng nghiệp, anh chị em lưu ý nhớ hộ là Moderna chúng ta lại chỉ được tiêm cho trẻ từ 6 cho đến dưới 12 tuổi. Chúng tôi không bao giờ mong muốn sau này anh em lại báo cáo cho chương trình tiêm chủng quốc gia lại chót có trường hợp nào lại mang Moderna ra tiêm cho các bé 5 tuổi. Việc này chúng tôi sẽ liên tục nhắc nhở và cùng đồng hành với các anh các chị. Và thông tin của nhà sản xuất thì vaccine Moderna COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Xin trân trọng thông báo với các anh các chị, chắc chỉ trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì chúng ta sẽ có cái giấy phép này của Bộ Y tế. Chúng tôi đang biết là đang trong những tiến trình cuối cùng để phê duyệt và chỉ chờ cái ký văn bản ban hành. Và thì hôm nay tôi mới được phép đứng đây để trình bày với các anh các chị. Và vaccine Moderna như tôi cũng chia sẻ các anh các chị một lần nữa nhấn mạnh là tiêm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên cho đến dưới 12 tuổi. Và liều lượng cho trẻ em thì bằng nửa liều cho người lớn, bằng hoàn toàn với cái liều mà các anh các chị đã và đang triển khai cho các mũi tiêm nhắc lại ở người lớn chúng ta, là tiêm một nửa liều so với liều cơ bản. Cho nên việc rút vaccine 0,25ml các anh các chị đã rất quen thuộc. Và chính vì vậy cho nên vaccine Moderna dùng để tiêm chủng cho trẻ em với hình thức giống hệt như vaccine người lớn mà chúng ta đã và đang thực hiện tiêm chủng. Lọ vaccine có màu trắng cho đến trắng ngà, đấy là màu sắc cảm quan khi các anh các chị nhìn bên ngoài lọ vaccine. Và liều cho phép cho trẻ em là 0,25ml chứa 50 microgram vaccine COVID-19 mRNA được bọc trong các hạt nanolipid. Và vaccine đóng lọ nhiều liều, lọ của chúng ta là đóng lọ 10 liều nhưng đối với liều 0,5ml, tức là tương đương 20 liều đối với liều 0,25ml, tức là một lọ vaccine Moderna chúng ta sẽ tiêm được cho 20 cháu để thực hiện tiêm chủng tới đây. Về bảo quản vaccine này thì các anh các chị cũng đã biết rất rõ là chúng ta sẽ bảo quản ở nhiệt độ không âm sâu như là vaccine Pfizer. Chúng ta bảo quản nhiệt độ từ âm 25 đến âm 15 độ C và hạn sử dụng cũng là 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Và chúng ta lại để nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C nhưng cũng chỉ được sử dụng trong 30 ngày. Khác với Pfizer chúng ta được sử dụng trong gì ạ? 10 tuần. Đấy, nhưng đây thì chúng ta chỉ sử dụng trong vòng khoảng 1 tháng. Chỉ định thì là tiêm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Đấy, tức là các cháu đi học lớp 1 đối với Moderna. Các anh các chị em mình cũng nhớ như vậy cho nó dễ. Về chống chỉ định thì là các cháu quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của vaccine thì chúng ta không thực hiện tiêm chủng. Về liều lượng tiêm là 0,25ml và
hai mũi, mỗi mũi cũng cách nhau 1 tháng, 4 tuần như là vaccine Pfizer để chúng ta dễ tổ chức triển khai. Về các cái phản ứng sau tiêm chủng thì tôi cũng xin được nhắc lại với các anh chị, các phản ứng thông thường hay gặp đó là những cái phản ứng như là đau tại vị trí tiêm, rồi các cháu mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, rồi các cháu có cảm giác ớn lạnh, buồn nôn thì ít hơn khoảng độ xấp xỉ 30%, các cháu có sốt khoảng độ 25 đến 30%, ban đỏ tại vị trí tiêm khoảng 24% và sưng tại vị trí tiêm là 22%, đau khớp khoảng 20%. Tiếp theo đến những phản ứng ít gặp hơn một chút đó là tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tiêm, phản ứng muộn tại vị trí tiêm thì chỉ khoảng độ 1% cho đến 10%. Tiếp theo những phản ứng ít gặp hơn nữa từ 10% cho đến 1%, các cháu là đó là có chóng mặt, có ngứa tại vị trí tiêm, và hiếm gặp nữa thì có những cái phản ứng như là giảm cảm giác rồi sưng mặt ở những cái nơi tiêm rồi làm đầy da vân vân. Thế còn những cái trường hợp như là phản ứng phản vệ cũng như viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim thì rất thấp, như tôi vừa chia sẻ cũng rất chưa được ghi nhận, bởi vì cái việc sử dụng vaccine Moderna tiêm chủng cho trẻ em ở các quốc gia cũng chỉ mới trong đầu năm 2022, thì cho đến nay chúng tôi chưa ghi nhận được cái báo cáo của các quốc gia khác chia sẻ trên hệ thống về những cái phản ứng nặng trầm trọng này. Về sử dụng và bảo quản thì chúng ta đã quen với vaccine Moderna sử dụng cho người lớn, cho nên chúng tôi cũng không xin nói dài nữa, và chúng ta lưu ý là với vaccine Moderna thì chúng ta chỉ sử dụng không quá 30 ngày, cho nên khi các anh, các chị, các em nhận được vaccine này thì lưu ý ghi chép cái ngày nhận vaccine để đảm bảo cái thời gian chúng ta sử dụng đúng hiệu quả, tránh tình trạng là gì ạ? Còn có vài ngày nữa mà số đối tượng còn nhiều lại yêu cầu điều chuyển, thì tất cả các tỉnh của chúng ta bây giờ cũng thời điểm này tập trung chỉ còn là đối tượng trẻ em thì nó rất là khó trong cái công tác điều chuyển của các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur. Về thực hành tiêm thì trước khi tiêm các anh các chị kiểm tra nhãn cảm quan, nhãn lọ vaccine trước khi sử dụng và kiểm tra xem vaccine đã rã đông hoàn toàn chưa. Cũng giống như vaccine Pfizer, đây là vaccine mà mRNA được bọc nanolipid, cho nên các anh chị em lưu ý chúng ta không lắc lọ vaccine để tránh làm ảnh hưởng đến an toàn chất lượng của vaccine. Và một lọ thì chúng ta nhớ là sẽ tiêm được 20 liều, và chúng ta không lưu ý là rút kim tại các vị trí khác nhau trên nút lọ, chứ không chọc đi chọc lại ở một lỗ, qua đó thể hiện là gì, cái việc dễ cho nhiễm khuẩn cái lọ vaccine thôi. Và việc này thì các anh các chị cũng đã nắm được trong các tập huấn trước đây. Tôi cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa là đối với vaccine COVID Moderna thì các anh các chị lưu ý cũng sử dụng đúng 2 liều Moderna để tiêm cho một đối tượng trẻ. Chúng ta không khuyến cáo việc tiêm một mũi vaccine Pfizer xong lại một mũi vaccine Moderna cho một trẻ đối với nhóm tuổi nhỏ này, tại vì cái hàm lượng cũng như là cái cách hướng dẫn của yêu cầu của các nhà sản xuất, người ta không cho phép. Xin lỗi đồng chí Hồng, là cái này không phải là khuyến cáo mà chúng ta yêu cầu. Bắt buộc ạ. Vâng. Là trước sau vậy. Không có đổi dòng giữa chừng. Vâng, đúng rồi ạ. Cảm ơn Thứ trưởng. Vâng, về kế hoạch triển khai là cái phần thứ hai tôi xin chia sẻ với các anh chị về văn bản chỉ đạo. Thì hiện nay chúng ta đã có văn bản số 1535 của Bộ Y tế ngày 28 tháng 3 năm 2022 chỉ đạo các sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh, thành phố về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong văn bản này thì đã cơ bản hướng dẫn cho các anh các chị, sau đây tôi xin trình bày cụ thể hơn. Về đối tượng trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi, chúng ta sẽ phải tổ chức triển khai kế hoạch này. Và hiện nay số đăng ký của 63 tỉnh, thành phố là 11.809.740 trẻ. Và các anh các chị sẽ phải thực hiện việc điều tra lập danh sách đối tượng tại trường học, bao gồm các trường mẫu giáo, tiểu học, học sinh lớp 6 của các trường trung học cơ sở. Ở tại cộng đồng thì các anh các chị cũng rà soát các đối tượng không đi học trong độ tuổi từ 5 cho đến 12 dưới 12 tuổi. Về cung ứng vaccine thì tới đây chương trình tiêm chủng mở rộng căn cứ vào các cái nguồn cung ứng vaccine về tới Việt Nam thì chúng ta sẽ sử dụng hai loại vaccine Moderna và Pfizer. Vaccine nào về trước chúng tôi sẽ cấp trước, và hướng dẫn các anh các chị trong buổi hôm nay thì anh các chị cứ lập kế hoạch và chúng ta tuân thủ theo cái cách hướng dẫn vừa rồi tôi trình bày, và Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh là bắt buộc mỗi trẻ là tiêm cùng loại vaccine, và chúng tôi sẽ có cấp phát ngay sau khi mà vaccine về tới Việt Nam và được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine Sinh phẩm Y tế cấp phép sử dụng. Về bơm kim tiêm hộp an toàn thì chúng ta sẽ dùng bơm kim tiêm 1ml để tiêm chủng cho trẻ em, và hệ số sử dụng là 1,1. Bơm kim tiêm pha hồi chỉnh vaccine Pfizer
cũng hệ số sử dụng là 1,1 và hộp an toàn các anh các chị cũng có cái dự kiến theo cái quy trình của tiêm chủng. Và lưu ý với các anh các chị là hiện nay chúng ta cũng đang sẵn có một số bơm kim tiêm ở các tỉnh, tuy nhiên do là cái việc cung ứng bơm kim tiêm cũng có thể chậm muộn hơn so với cái việc cung ứng vaccine, và chúng tôi cũng đã có những thông báo và tới đây sẽ có văn bản của Bộ Y tế gửi cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc là chủ động cung ứng cái bơm kim tiêm này. Nhưng tôi tin là trong thời gian tới đây vaccine cũng về theo đợt, chúng ta cũng không bằng ngay và luôn triển khai tất cả hơn 11 triệu trẻ này, cho nên chúng ta cũng sẽ có thể có đủ thời gian cũng như đủ cơ số và khả năng điều phối để chúng ta không bị thiếu bơm kim tiêm để tiêm chủng cho các cháu. Dự kiến thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 ngay sau khi được cung ứng vaccine. Về phương thức triển khai, các anh các chị có thể tổ chức chiến dịch tại trường học, các cơ sở tiêm chủng cố định và các điểm tiêm lưu động, triển khai cho các nhóm đối tượng lớn trước và hạ thấp dần độ tuổi. Ví dụ tới đây sau khi được cung ứng vaccine về tới Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng tổ chức cho nhóm tuổi lớn, cho các cháu học sinh lớp 6 trước. Sau đó chúng ta rút ra các bài học kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục triển khai cho các nhóm các cháu ở các trường tiểu học và cuối cùng mới là đến các cháu ở lớp mẫu giáo. Và các địa phương thì sẽ triển khai cuốn chiếu theo trường, theo địa bàn căn cứ vào tình hình dịch bệnh cũng như là số lượng vaccine được cung ứng. Cái công việc này thì các anh các chị cũng đã rất hiểu, chúng ta sẽ phải có cái sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục để chúng ta có các cái tập huấn cũng như là các cái điều tra đối tượng một cách chính xác, phù hợp với từng địa bàn để chúng ta có được một cái cách thức tổ chức cũng như việc cung ứng vaccine phù hợp để chúng ta tổ chức tiêm chủng kịp thời. Về truyền thông thì trước khi thực hiện triển khai, đảm bảo cho các bậc cha mẹ phải biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng trẻ em, về tính an toàn của vaccine và các phản ứng sau tiêm có thể gặp, cách xử trí, rồi nơi, địa điểm, ngày giờ tổ chức ở các địa phương tổ chức tiêm chủng như thế nào. Đặc biệt chúng tôi xin lưu ý là thông báo cho các thầy cô giáo về công tác tổ chức triển khai theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và liên hệ với nhân viên y tế khi cần thiết. Chúng ta phải có cái hướng dẫn rất cụ thể cho các thầy các cô, bởi vì tới đây chúng ta tổ chức tiêm mà đặc biệt là đối với các nhóm trẻ mẫu giáo thì các anh các chị càng phải tập huấn kỹ lưỡng hơn cho các thầy các cô cùng với các phụ huynh trong buổi tiêm chủng. Và cũng qua cái việc trao đổi với các anh chị em đồng nghiệp thì chúng tôi nhận thấy là nếu chúng ta tiêm chủng cho cái nhóm đối tượng là 5 tuổi ạ, thì lưu ý các anh các chị là hôm đó có phụ huynh và chúng ta nên cho các cháu về nhà theo dõi để bố mẹ, ông bà cùng theo dõi. Chứ còn một cô giáo ở trường mẫu giáo mà theo dõi nhiều cháu bé thì cái việc đảm bảo an toàn tiêm chủng là rất là khó khăn. Và chúng ta nên đối với các cháu trường mẫu giáo, thông thường là các cháu học cả ngày, thì hôm đó nếu mùa là buổi tiêm chủng thì các anh các chị em có thể nên để cho các cháu về nhà để cùng cha mẹ cùng chăm sóc sức khỏe và theo dõi phản ứng sau tiêm. Và chúng như tôi vừa chia sẻ, tức là phối hợp với nhà trường, thầy cô trong truyền thông cho các bậc phụ huynh, khuyến khích các trường họp phụ huynh để truyền thông thông báo với các bậc cha mẹ về việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19, qua đó thì huy động cái sự hưởng ứng tích cực của các bậc phụ huynh trong cái đợt tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 tới đây. Về tổ chức tiêm chủng thì anh các chị đã quá là quen thuộc với các hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành, tương tự như các chiến dịch trước đã thực hiện thì chúng tôi xin phép là không nhắc lại nữa. Về chuẩn bị xử trí cấp cứu tai biến sau tiêm chủng thì đây là một cái nội dung luôn luôn được ưu tiên trong tất cả các cái đợt tập huấn của chương trình tiêm chủng. Thì chúng ta tiếp tục, mặc dù các anh các chị là kế thừa những kinh nghiệm của chúng ta trong suốt năm 2021 và đầu 2022, thì xin các anh các chị tiếp tục với cái truyền thống đó. Chúng ta lưu ý các việc như từ xử trí tại chỗ, chúng ta có cái hệ thống nhân lực cũng như là các cái thuốc cấp cứu phản vệ, cũng như là cái hướng dẫn là chuẩn bị bơm kim tiêm có sẵn chứa dung dịch adrenaline. Thì các anh các chị, mặc dù chúng ta hiếm gặp nhưng chúng ta không được chủ quan, và có những đội cấp cứu lưu động, rồi là các bệnh viện thường trực cấp cứu. Đấy là những việc mà chúng ta đã và đang làm, chúng tôi không muốn nhấn mạnh lại nữa, nhưng chỉ xin chia sẻ với các anh chị với cái việc triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Mặc dù chúng ta hiểu là tiêm chủng đã đạt được tỷ lệ cao và khá là an toàn, nhưng trên văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia chúng tôi cũng ghi nhận một tỷ lệ phản ứng nặng là 5 trường hợp trên 1 triệu liều vaccine sử dụng. Cho nên chúng ta cũng không được chủ quan, các anh các chị phải tiếp tục duy trì cái công tác
sẵn sàng đáp ứng xử trí tai biến sau tiêm chủng để tránh các tai biến nặng xảy ra và đặc biệt là không có cái rủi ro đáng tiếc. Trong buổi tiêm chủng thì lát nữa các chị sẽ được các chuyên gia của Viện Nhi Trung ương chia sẻ với các chị về cái quy trình khám sàng lọc trước khi tiêm chủng cũng như là các cái tuân thủ về chỉ định, chống chỉ định. Thế còn đối với sử dụng vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì chúng tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, vaccine Pfizer chúng ta tiêm liều lượng 0,2 ml, tiêm bắp, lịch tiêm cách nhau là 4 tuần. Vaccine Moderna các chị tiêm liều lượng 0,25 ml, cũng tiêm bắp và lịch tiêm cũng cách nhau 4 tuần để chúng ta cùng nhau tổ chức thực hiện một cách thuận tiện và sử dụng cùng loại vaccine để tiêm cho một đối tượng. Về theo dõi phản ứng sau tiêm thì các chị cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ chúng tôi xin phép không nhắc lại. Nhưng tuy nhiên đối với trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 cho đến dưới 12 tuổi này thì trong các Ivan chúng tôi ghi nhận được cộng với cách với cuộc họp tư vấn của các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ và các anh em bạn bè đồng nghiệp đã triển khai vaccine này ở các quốc gia thì cũng ghi nhận những cái phản ứng trầm trọng bất thường sau khi tiêm ở lứa tuổi này tương đối là ghi nhận thấp hơn so với nhóm tuổi trẻ lớn và 12 đến 17 tuổi, đặc biệt là các cái phản ứng nặng như viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim thì càng ít gặp. Thì có lẽ là chúng ta cũng biết cái hàm lượng vaccine ở đây cũng thấp, cho nên là chúng ta cũng ghi nhận như vậy. Nhưng mà anh em chúng ta không được chủ quan, trong thời gian tới đây, trong quá trình triển khai đối với từng tỉnh, chúng ta cũng phải triển khai những cái ngày đầu một cách thận trọng, đầy theo dõi chặt chẽ. Sau đó chúng ta có những bài học kinh nghiệm tại từng địa phương của mình, từ công tác tổ chức cho đến những cái phản ứng sau tiêm đối với trẻ em ở địa phương của mình. Các chị mới mở rộng triển khai trên cái quy mô toàn tỉnh để chúng ta có được cái việc triển khai khẩn trương nhưng cũng phải đảm bảo đáp ứng với cái việc khả năng xử trí các phản ứng nặng sau tiêm chủng có thể xảy ra. Và cũng như lần trước chúng tôi tập huấn cho nhóm tuổi trẻ lớn thì mặc dù chưa ghi nhận là phản ứng các cái phản ứng viêm màng ngoài tim rồi viêm cơ tim, nhưng mà chúng ta cũng tránh những cái áp lực cho tim đối với những cái vaccine có bản chất mRNA này. Thì lưu ý các chị cũng tư vấn cho các bậc cha mẹ và hướng dẫn cho các cháu là trong 3 ngày đầu sau khi tiêm luôn luôn có người hỗ trợ 24/24 và tránh vận động mạnh. Trong một số các cái hướng dẫn tôi đã chia sẻ, tôi cũng muốn là trong những ngày đầu là chúng ta phải lưu ý, đặc biệt là những cái lúc mà về ban đêm khi tất cả mọi người đều đi ngủ, người lớn cũng vào giấc ngủ, chúng ta cũng phải có những người chia nhau để chăm sóc các cháu bé, bởi vì các cháu nó không tự kể, nó không tự kêu được, đặc biệt là những cái cháu mà mẫu giáo, ở lớp mẫu giáo và những cháu nhỏ, nhiều khi các cháu thoáng qua những triệu chứng và cha mẹ không để ý thì đến với cơ sở y tế của chúng ta lại là muộn, chậm thì rất là đáng tiếc. Về phần ghi chép thống kê thì cũng lưu ý các chị là dữ liệu tiêm chủng cá nhân thì cần được cập nhật trên nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19. Vừa rồi chúng ta đã triển khai rất thành công chiến dịch từ 12 đến 17 tuổi. Thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm làm cái mã định danh cho các cháu và tới đây chúng ta cũng một lần nữa cố gắng để làm được cái việc này để chúng ta có thể ghi chép quản lý đối tượng các cháu trên nền tảng này để chúng ta theo dõi và làm sao mà chúng ta đạt được cái độ bao phủ chặt chẽ đủ cái hai mũi cho các cháu, đảm bảo được là phòng chống, chủ động phòng chống bệnh COVID-19 một cách hiệu quả và tuân thủ theo các báo cáo kết quả hàng ngày theo quy định như kết quả tiêm chủng, tình hình phản ứng sau tiêm, báo cáo kết quả triển khai hàng tháng theo loại vaccine và gửi báo cáo lên tuyến trên trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc triển khai mỗi đợt tiêm chủng. Cái việc này chúng ta đã và đang thực hiện, tuy nhiên là cũng phải nhấn mạnh các chị là hiện nay chúng ta đang bắt đầu nỗ lực tiêm và bắt đầu đã đi đến những chặng đường gần như hoàn thành nhiệm vụ tiêm với người lớn, các mũi tiêm chủng cơ bản rồi các mũi tiêm chủng nhắc lại và tiêm chủng quốc gia. Rất mong các chị lưu ý đến cái việc báo cáo, bởi vì chúng tôi vẫn thường xuyên phải nhắc nhở việc này, thì cũng mong các chị chia sẻ, vì chúng tôi phải báo cáo, phải tổng hợp và tới đây chúng ta còn phải báo cáo cả cái số sử dụng rồi cái số vaccine chúng ta nhận để là thể hiện là cái việc chúng ta sử dụng rất hiệu quả và hầu như là chúng ta rất tiết kiệm và không có hao phí vaccine đối với vaccine COVID-19. Cuối cùng là chúng tôi xin đề nghị là để có thể triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi cùng với sự thành công của các chiến dịch trước đây thì kính đề nghị các chị lập kế hoạch chi tiết và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để chúng ta có được sự huy động nguồn lực của toàn tỉnh để chúng ta triển khai thật tốt chiến dịch này cũng như là các chiến dịch trước đây.
và cũng qua đó chúng ta dự trù đủ bơm kim tiêm hộ an toàn. Các anh các chị chủ động để cung ứng được cái bơm kim tiêm này, vì tới đây chúng ta còn tiếp tục tiêm cho người lớn những mũi tiêm chủng nhắc lại, rồi chúng ta lại tiêm trẻ em, cho nên tránh tình trạng thiếu bơm kim tiêm trong khi các cái nguồn viện trợ cũng như là cái nguồn cung của chương trình tiêm chủng quốc gia chưa có khả năng điều phối, thì các anh các chị có thể chủ động. Và một trong những nội dung tôi rất nhớ đó là sau khi mà chúng ta tiêm hết chiến dịch này mà còn lại bao nhiêu vật tư tiêm chủng chúng ta còn tiếp tục được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, cho nên chúng ta không có sợ thừa. Và lưu ý các anh các chị là chúng ta phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Đào tạo, như tôi vừa chia sẻ nêu trên, thì đây là hai cái đơn vị mà chúng ta có thể phối hợp chặt chẽ từ địa điểm tiêm chủng, từ phối hợp với nguồn nhân lực, rồi tổ chức tiêm chủng là hết sức quan trọng, và sự tham gia các thầy cô cũng đã đóng vai trò rất rõ rệt trong cái chiến dịch tiêm chủng vừa rồi mà chúng ta tiếp tục phát huy. Và trên đây là cái phần trình bày tóm tắt, nhưng cũng khá là đầy đủ những nét cơ bản để tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ gửi tới các anh các chị một cái cuốn tài liệu về hướng dẫn triển khai tiêm chủng sau cái hội thảo ngày hôm nay, và nhận được đầy đủ góp ý của các chuyên gia từ các vụ cục của Bộ Y tế. Chúng tôi sẽ gửi tới 63 tỉnh, thành phố, tới các tuyến để các anh các chị tham khảo để xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch này một cách thành công. Cuối cùng, xin thay mặt cho chương trình tiêm chủng mở rộng trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của các anh các chị suốt trong 2 năm vừa qua, và chúng ta cùng nhau đồng hành để hoàn thành nốt chiến dịch này quan trọng. Và xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các đồng chí lãnh đạo, các quý đồng nghiệp của 63 tỉnh, thành phố, các điểm cầu. Xin trân trọng cảm ơn.